với sự xa hoa và quyến rũ, Dubai hoàn toàn xứng đáng có tên trong sổ tay du lịch của bạn. Đối với du khách đến từ Úc hoặc châu Á, dừng chân ở Dubai là một sự nghỉ ngơi tuyệt vời. Từ sân bay lộng lẫy và hào nhoáng, bạn chỉ mất 15 phút là vào đến trung tâm thành phố với vô số các khách sạn sang trọng. Bạn có thể chiêm ngưỡng một quang cảnh ngoạn mục từ tòa nhà Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới. Dubai cũng là nơi có quần đảo cây cọ. Đây là đảo nhân tạo lớn nhất thế giới với rất nhiều khu căn hộ tuyệt đẹp. Đến với Dubai, cho dù bạn chơi golf, polo, đi săn chim ưng hay lướt sóng, bạn đều sẽ có những trải nghiệm khó quên. Và trong thực tế, thì câu lạc bộ golf Emirates có sân golf cỏ đầu tiên ở Trung Đông. Và cuối cùng, nếu mua sắm là sở thích của bạn, hoặc thậm chí không phải như vậy, thì trung tâm thương mại Dubai Mall vẫn là một điểm tham quan hấp dẫn.